Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Quý vị thân mến, qua việc xem tử vi cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thì sẽ giúp cho quý vị nắm được vận hạn trong tháng 1 âm lịch của mình về các phương diện tài chính, công danh sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe. Và qua đó thì quý vị sẽ có được những sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có thể có được may mắn và tài lộc hanh thông cho tháng 1. Qua chương trình xem tử vi ngày hôm nay, thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị và các bạn những phương pháp hóa giải giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Và cụ thể như thế nào thì xin mời các bạn sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết cho những người sinh năm 1960 tuổi Canh Tý trong tháng 1 âm lịch này. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1959 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người sinh vào năm Canh Tý sinh năm 1960 có ngũ hành bản mệnh là Bích Thượng Thổ, đất trên vách. Thiên định, người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ và trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cải chưa có, nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định, bởi vậy luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì người đó được họ đánh giá cao. Đặc điểm của nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm, họ có của cải nhưng không sử dụng bừa bãi. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tý sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận, ngày càng phải chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột mâu thuẫn, có thể gây ảnh hưởng đến con đường quan vận của mình. Gia chủ Canh Tý cần phải chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thiên ấn, có nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tý nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người tuổi Canh Tý sẽ có những bước đột phá trong công việc, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân nên những công việc tưởng chừng như khó khăn cũng có thể giải quyết được một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Người tuổi Canh Tý luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tý để mang lại tác dụng phong thủy. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng Nhâm Dần, đường tài lộc của bản mệnh bằng phẳng. Nếu vẫn còn đang đi làm, bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân khiến cho cấp trên hoặc là đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đã nghỉ hưu, bạn duy trì mức sống ổn định, thậm chí có người có dư giả tiền để tiết kiệm. Con cháu hiếu thảo quan tâm cũng giúp cho bạn có được một cuộc sống chất lượng cao. Những người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan. Phong thủy Gia Cát khuyên bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho quý gia chủ. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Tý cần phải chú ý về sức khỏe của mình do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác. Bạn sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Bạn cần phải có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội tấn công. Đối với gia chủ Canh Tý sinh năm 1960, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe, áp lực từ công việc khiến cho bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cũng cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần và sức khỏe. Các gia chủ tuổi Canh Tý hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo phong thủy lộc tài, tháng này đường nhân duyên của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 phát triển khá tốt đẹp. Bạn thường nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống, đa số mọi người thường duy trì cuộc sống an yên, gia đình êm ấm. Tất nhiên, đôi khi những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong nhà luôn lựa chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Với một số người đang độc thân, bạn có thể mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của người khác. Đôi bên có thể không cần đến tình yêu mà chỉ cần đến sự quan tâm trân trọng của nhau là được. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 1 âm lịch.
Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Tý, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm, vững bước hơn trong tháng 1 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức mới và bổ ích này quý vị nhé. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.